rồi sao vậy là nhị nó quên là bà nội. Bà nội hả? Bà nội đấy vậy thì lại đây trời quá leo già leo rồi quá biết chơi bà ơi. Tôi giải được nhà bây giờ sắm quà với con cháu rồi tôi không có chịu chết. Đẹp ơi, đẹp gái ơi, lấy 17, 18. Theo bà là 97, 98. 97, 98 là đây. Hai bà bắt tay nhau đi. Chào các tình yêu kia đó. Chào các tình yêu, tôi về nghe. Chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà nghe. Mập, anh Mập. Gặp bạn học rồi, gặp bạn học rồi, gặp bạn học rồi. 98 tuổi. Còn đi xe là bao cái ôm quánh đây vô. Thì bữa nay Hương và mấy anh em cũng chở bà cò đi lên thăm bà ngoại của Hương cả nhà. Thì đi tới đây thì gặp ní của anh Mập nha. Cắt dưa hấu rồi. Ní ông anh mình chồng đây. Nhưng mà ngon luôn. Anh Mập với Úc Cường thấy ní đang bán dưa hấu cái ghé đây mua ủng hộ nè. Phải không? Ủng hộ nhiều đu đủ của ní này nè. Chồng đỡ không cưng, bán cái dâu đỡ không? Dạ đúng không? Vậy hả? Bự mới ngon. Bự mới ngon chứ ơi. Con sẽ ít trái đi. Lựa ít trái giùm chị đi mơi, đem về bên còn. Lựa luôn đi. Lựa hả? Chị để đây hả? Gửi đây đi. Gửi đây về cái lấy. Vừa ngon cả nhà. Ở đây người dân của mình á, chồng nó có cái kỹ thuật hồi xưa tới giờ á, cho nên là trồng cái trái dưa hấu nó rất là ngọt mà nó dẻ thịt nữa. Nó lên muối luôn. Ê lựa chị trái vừa vừa thôi, đừng bự quá. Bà vợ chồng chị không có chịu, không có chịu trái bự quá. Vừa vừa được rồi. Trái vừa vừa mà đừng nhỏ quá. Công nhận ní trồng dưa với thịt ní gì nấy trái một mình cái này nè, ổng phải ní trồng, ổng phải dành ní ảnh hưởng vậy hả? Chủ nó mới lớn nè, chờ chủ mà lớn mà đúng rồi vậy đó. Đừng ngợi mẹ chủ, chủ lớn mà chào chủ dưa lớn nè. Cái này 16 ký nữa, 14 với 16 là 30 ký rồi. Lửa số 2 vậy Úc, phải không? Rồi như gỡ bập lại phải không? Gỡ bập lại ha. Rồi bây giờ để dùm cho bập. Gỡ lên cửa hết vậy. Rồi nhiêu tiền em trả? 30 ký. 210 ký. Liệu có đem tiền nữa không? Lấy tiền chị nè. Rồi Hương cũng mời quý cô chú anh chị theo nhóm đi thăm bà ngoại của Hương nha. Hả? Nè, xe nó chở không được đâu. Để lên mặt chở. Con chở bà ngoại
ơi. Được không bà? Ơi. 98 thì thăm 94. Chào cả nhà nha. Bữa nay đi thăm mẹ cả nhà đi. Ngoại ơi. Ngoại ồ. Ngoại. Làm gì đây? Trời, bữa nay xả tóc đâu nữa, làm gì ngồi đây? Em khảo. Em khảo hả? Biết ai không? Biết ai không? Biết con ai không? Gì? Sao sáng ngoại đang ngồi? Gì? Con... Không biết nhỏ này thì biết con không? Con là ai? Ngoại. Con cô ba đúng không? Ừ. Qua nãy đi vô nhà. Chị có nhắn tin. Giang biết nè. Ở dưới sao đi. Đi lên dưới luôn hả? Mấy đứa nhỏ hỏi lên thôi không phải tới này kéo. Đây nhau đây. Đầu kêu tỉa cho gọn đi không chịu. Thì bắt tâm nè, thấy không? Tỉa gọn khô. Con dẫn bà ngoại qua thăm của bà nội qua thăm ngoại. Mà bà rồi sao? Vậy là nhị nó. Quên rồi, bà nội. Bà nội dạ, bà nội. Đấy, vậy thì lại đây trời. Đỡ quá, leo dạp lên rồi. Quá biết chân bà ơi. Thầy ơi, chị chắc lớn tuổi dữ à. 98. 98. 2 tuổi nữa trăm. Lớn hơn tôi. Hả nhiêu tuổi hả ngoại? Hả nhiêu tuổi? Mới 94. 94 hả? Dạ. 94 hả? 98. Dạ. Ủa sao kêu bà 4 tuổi? 4 tuổi. Đó là 4 tuổi. Dạ. Chồng ngộ là 98 mà đi thăm 94. Đúng là 94 thì thăm 98 rồi ngoại. Hả? Con được nhiêu? Ăn bữa ê ăn thôi mắc quá trời ơi hỏi nữa bữa nay không ăn cô nó ăn mấy miếng thịt thôi không ăn cô hả rồi qua cũng không ăn cơm nữa ăn có chút à hết ăn không được trời ơi lời ngay thường ăn cơm được còn được con được bởi đó quá thịt thật con lộn là còn xương với da không ăn lóc hết lóc cái gân còn được ăn. Trời, mẹ con còn thịt quá trời nha. Con thịt quá trời. Con đi giữa. Dạ. Cái này có ổi không? Không. Dạ. Có hết rồi. Dạ. Cái này rồi chắc cây cũng hết rồi. Còn hôm qua mới đi thơ về. Trời ơi, giờ con xài chết dữ. Hôm vậy có mưa không? Ở trên đây. Không, trời ơi. Mới bữa nay là sẩm sẩm xuống vậy thôi. Dạ. Chứ mấy bữa trước nay chắc lắm. Dạ. Gì đâu mà đi ra ngoài đi không được. Chịu không nổi. Dạ. Dạ con đi. Khỏe nha. Để đi đỡ là. Dạ. Con đâu khỏe hả? Ừ, chết rồi. Chết rồi. Con gái chết rồi là biết được không nội. Thôi, bây giờ thẩm hoài với con cháu rồi. Tôi thẩm có chịu chết. Bây giờ mình khóc đậm mình lo cho con cháu. Con cháu về ai đâu á. Trời ơi. Bây giờ con nói cho Đức Lũ ơi, nó chịu chết. Xong mình lo cho con cho cháu thôi thì chết. Còn bà còn nó chắc chết. Nhưng mà sợ lắm, thầm tức bác sĩ đó. Tại sao mà không chuyện nước biển cho tao? Tao biết cái thằng này là nó vô liều, liều lắm mà nó không chịu vô. Đi đâu cũng vô, thằng này là nó hay vô lắm nè. Mà tại sao bữa nay nó không vô cho tao? Này, bây giờ giá dòng ha. Bây giờ phù hộ đặng nuôi con. Cái thằng này nè, đó giờ nó má. Nó không có đi bây giờ nó đi chùa đó, nó đi chùa, có chồng nữa nè, có tà giáo nữa mà tắt rồi, thì nó không nè, đeo đôi bông này hồi xưa là đôi bông cưới của ngoại con á, đeo tới giờ luôn đó, hồi đám cưới đó.
đó đám cưới tới giờ đó. Qua bên đây mà nó mệt quá trời hả? Dạ. Qua nó nhức cái đầu dù dẫn vậy mà cái bà đó còn không bác sĩ nữa. Trời ơi, uống vô một phát đó, vô thấy vô mặt. Trời ơi, nó mệt hay quá không bác, giờ bác hết được phải không? Hết nhức được phải không? À, không có nhức đầu, nhức mệt còn chán chán, cái máu cao. Tôi uống được, trời ơi, con nhỏ này nè, ông nhỏ đó. Làm cà phê bà ngoại còn có lý hơn nội dữ con lắm. Con nhỏ ở trên Mân Khai mới gửi gửi một chục bà ha. Con nhỏ này cũng một chục rồi con nhỏ cháu ở ngoài giàm nó bán đó, nó mới gửi này nữa. Nhỏ bán quá tội nghiệp tôi chú anh chị. Hai bà cụ gặp lại rồi ai cũng muốn chia sẻ cái chuyện gia đình nhà mình hết trơn. Bà còn nội thì kể cho bà còn ngoại, bà còn ngoại kể, bà còn nội hai bà kể thì cuối cùng không bà nào nghe chuyện được bà. Lâu là lâu quá rồi không gặp cái em gặp mừng quá rồi mà nay nấy kể. Bà cô ăn chứ còn không cho ai. Trời ơi. Vậy à, để bà khỏi lo khỏi gầu gì trơn á. Tôi có lo mà tôi gầu đó. Dạ. Bà ní mà uống nước đá gác hôm qua bà ní bên đây thì uống sữa, còn bà ní bên đây uống cà phê. Con của chị ba nó hen hết trơn vậy. Vừa này vừa gọi công hả? Đâu có vừa nãy mình mua này không? Vậy hả? Ở ruộng mình trồng đó mà ngon vậy đó. Mà vừa này chất lượng dữ ta. Cái da mỏng dánh nè. Mới cắt vô mà vậy là ngon lắm nè. Mà cái nhà nha. Vừa gì chất lượng. Có lòm luôn á. Anh Tý anh chậm đợt nào cũng xuống ngon như thế nè. Đỏ dưa dưa rồi công luôn á. Dưa này của anh Cố Cường á, anh mà bà con cô cậu ruột luôn á. Là có nghĩa là ba của anh này thứ ba, mẹ của Cường là thứ tư đó. Anh này thỉnh chậm. Ủa vậy là dưa của chú Tý hả? Rồi dưa chú Tý mà cái chỗ mà cha con cấp vô đủ đó. Của chủ đó đó. Cái nào của chú nước vậy? Mặt. Mua cho bà cầu á, bà cầu muốn ăn. Giúp ăn, ăn đi giúp. Ừ, nắm lại con miếng nè. Mày cô chú anh chị nha. Ký 7 ngàn. Vậy hả? Dạ. Nãy mua 30 kg mà chỉ lấy có 200 mà. Ngọt quá. Hồi về con tính hồi về con mua ra tiếp. Dạ, ở trước mà con mua vậy nấu. Thôi vậy thôi. Nè, con sợ nè. Vậy hả? Hôm hết có biết rồi. Vừa mới cắt mà giờ là ngon. Mày ăn miếng đi ngoài. Mày ăn miếng đi ngoài. Mày ăn miếng đi ngoài. Bỏ. Đừng có chảnh cho bà cò với bà bà cái nhà với hấu nha. Tôi nên cho bà hai bà cò luôn. Dễ luôn đi, dạy miếng này luôn đi cho mấy đứa nhỏ ăn. Trời. Vậy bưng khoái cho cậu Năm là cậu Năm dễ nha. Nè, đứt rồi nè. Để vào vô cái nó mới gẹt gẹt vậy. Muốn cắt đại luôn, xào bằng luôn, rồi mình lặt lại. Cắt của ai? Cắt của anh Tèo. Trời ơi. Anh Tèo kêu cắt ăn bớt đi tiếp đi để nó già uổng. Ăn mắt kêu ăn tiếp. Rồi Tèo có không? Dạ rồi, dạ. Cháu hơi mồm. Rồi đi bà chị. Làm chưa? Dạ, làm dạ, chưa? Dạ gọt đi. Dạ,
lấy ghế này cho bữa nay mẹ với mấy chị em vẫn còn đi về thăm bà ngoại thì sáng Liễu có đi chợ mua hai con vịt nè. Để bữa nay mình lên mình nấu món chao mình ăn với gia đình của ngoại luôn. Thì cũng không có thiếu chao của cô Tư nha. Cái gỗ lên chào chao này. Của cô Tư theo. Cái gỗ lên trời. Cái hai hũ, hũ này thì để cho dì hai với dì Út ăn chay. Chứ ngoại giờ ngoại đâu có ăn chay nữa, dì hai đâu có nhớ ngày tháng nữa đâu ăn. Không nói đâu mình sao mình nhớ. Bữa đó chị nè, bữa đó chồng cái gì hay gì hữu ăn rồi ghê anh nói làm sao mà lâu quá mà không có gầm vậy, nói bữa nay cái quên nói bữa nay gầm, anh nói rồi xong mày không nói tao rồi mày để cho tao cá lâu quá sao không có gầm bà nội con là nhớ gầm ba mư hết trơn đó, bữa nay hỏi thứ mấy là nhớ liền biết hết trơn, bà hay hơn con nữa. Mày không nhớ, mày không nhớ rồi cái kiểu cũng như á nói lại gì mà mày nhớ. Dạ còn giúp tốt nè, bằng cái phao bự luôn. Lúc này nước ngọt rồi á, rau gì cũng tốt. Dưới mương là không có cá á, cái mương là có cá phi á, nghĩa phao ăn chừng. Không cái cũng nhỏ nhỏ gì là chất lượng nè, cái gì cái cũng nhỏ nhỏ nó dẻo. Cái ngó đó. Mà sao phai người ta chầm ở dưới mương đó cũng bự cũng không sượng nữa. Nó ở dưới mương nó quen á vậy hai. Ờ, nó không sượng. Nó ngon thấy ghê luôn, bữa hổm là gì hai mương cũ gần ký ra mà ngon lắm, không có sượng. Con thấy rau thì nhiều mà lặt rồi thấy cái rau này nhiều hơn rau trong thao một đống lặt rồi cái cây bỏ thì nhiều hơn bao nhiêu hả. Nhà cải xanh ha cũng nhiều lắm nè, con muốn được. Con cái không bí không có, mình được ba loại rau, cải xanh, rau nhút với rau muống. Ăn vịt nấu chao là ăn cải xanh này là ngon nhất cả nhà. Cải xanh này mình cũng được biết là nó có hai loại nha cả nhà. Cái này là cải xanh gạch nè, còn cải xanh là cái tàu mình dài nè, lá nó bự mình hay mua về mình có nấm xèo ra là cải xanh lai nha. Cái cải xanh đó mình ăn nó có cái vị, nó không có nồng như cái cải xanh này, nó nồng nhẹ à. Bây giờ cái này đi ấy chứ hầu đó đi ra đồng á, đi ra đồng em muốn ăn vịt nấu chao này nè. Em phải đi kiếm cái rau cải chợ rồi đi ra bứt ba cái rau muống vườn của mình á đó, vô với là chấm ăn thôi. Chị mà xưa ăn gì cũng ngon. Ngon rồi đó, đâu có cái mua cải xanh này đâu. Thảo Nguyên cũng mới chở em lên sau. Chào ba cô chú. Mới chở Thái Nguyên lên, lâu lâu gia đình lên thăm mà cái mấy đứa nhỏ cũng muốn đi về cầu. Thảo Nguyên rửa rau nè. Con rửa đi, con rửa đại đi, con hỏi sắp rồi, con rửa mấy nước sạch sao á, con đã sắp rồi. Bây giờ con rửa đại đi, con gõ qua gõ, đó có cái gõ đó ngoài mới để. Và mấy đồ ăn không hết, trời tiền còn dư à. Tiền không có. Tiền á. Tiền có đồ vườn bán nó đem vô thì có khi thì nó đưa tôi, còn khi đưa nhỏ Út đó nó cấp rồi tiền bây giờ có cấp không, bây giờ có cấp tiền không, có để rồi cái đứa này đứa kia châu. Dạ. Đi trăm rồi ta. Được nhiêu ngoại biết đếm không? Ngoại nhớ không? Đâu ngoại đếm không, ngoại được nhiêu? Triệu mấy. Vậy hả? Được triệu mấy hả? Đâu ngoại. Dạ. Mấy trăm năm mấy gì? Triệu mấy lận? Hai tờ đâu ngoại đếm coi, ngoại đếm cho nội con coi coi. Đâu ngoại đếm coi được nhiêu? Trăm kia nói cho con ấy chắc bộ lấy con có 1.400.000 triệu tư con lấy chào rồi chứ con lấy chào ấy con nói ủa thôi sao gì nó ngộ ngộ vậy. Này là tỏi thơm mình ớt một hồi nữa mình khỏi thấy dính nước chao mà không lấy chao xuống bởi vì con nói ủa nay sao nó ngộ ngộ gì để con lấy chậu bắp nước. Thank you.
tươi luôn. Mình lấy cái muỗng. Được rồi mẹ. Con gót gì đây? Con cái muỗng đánh ra hả? Phải. Ủa, bữa nay 25 là Tết Mùng 10 đã cứu nhà ngon đó hả? Để nguyên cục luôn, không quên nha, thôi đánh chứ gì cũng được cả nhà. Mình đánh gì mình xào nó cũng nát hết à. Thơm quá ha. Cái này để càng lâu là càng ngon á. Nhiều cho ăn nhiều. Dạ. Dẻo mà. Ở đâu mà quay giường về đó. Cái này nhiêu đây cho ba trái bằng trái bự với mình. Đó. À, mai ngọt là được rồi, ngọt là ngon. Không gì là gáo bự. Cái gánh đó nè, mới nhẹ đi vô trái gáo. Ừ, gỡ mỏng. Dạ. Tại đi chơi có bữa nay nữa, mơ gì sướng rồi. Mốt hả, giờ đưa cầu á. Con không có thăm sao đưa cậu về à. Nãy giờ tâm sự sao rồi cậu? Nói chuyện già với già mà. Mạnh, mạnh người nào đấy đó. Bác cũng hơi lãng lãng. Tụi con cũng hơi lãng lãng. Hồi nãy giờ có kể gì ba con không? Không, không. Nó nhớ không? Nó nhớ dấu không? Hay là tại nội không nhớ? Nói sao? Nội có nói cho ngoại con nghe cái vụ ba con mất không? Không. Ngoại con không có hay đó. Ngoại không có nói phải không? Không. Không biết hả? Không biết sao má nhanh giống. Bà mà yếu rồi sợ cho nó hay. Nội đừng, đừng kể nha. Không. Nội đừng nói. Bà không hay. Ừ. Lần nào lên nói vậy tới bây giờ không hay. Không hay luôn. Một hồi nữa là kêu muốn đồ ăn về cho ba con nữa đó. Dạ. Ờ, có trà, có bánh gì là bỏ bạch gửi đem về cho bơ. Dạ. Anh để xuống tới rồi, xuống tới rồi. Bắt mình đỡ. Dạ. Trời ơi, bà lấy cái vụ mà con cháu đem đồ đó là đã quá rồi. Bà xuống quá trời rồi tôi đi. Nói con ơi, già rồi nha, con cháu mà nó có ăn nữa nha. Để vậy mừng nha. Ừ, có đỡ ăn. Trời. Còn được dữ lắm, chưa đâu. Chưa có biểu. Hả? Ừ, chưa có biểu. Ngoại xuống đây, ngồi ngồi với ngoại. Ghế không nào nè. Đâu đâu. Bữa nay bà nội con lên thăm ngoại thì ngày mai ngoại xuống tụi con chơi với bà nội con nha, xuống thăm ngược trở lại nha. Mà ngoại, bà nội con lên thăm ngoại hai lần rồi đó, ngoại phải đi xuống thăm lại. Đi xuống thăm bà lại đi thăm ba con hả? Ngồi xe đi xuống thăm ba con, đi lâu lắm không có xuống thăm. Thì vợ vậy không có đi thăm, nó hỏi thăm. Hỏi thăm không hả? Ông ơi đi, để xuống thăm Mộc. Đi không? Đi ngồi xe không được, ngồi lâu cái nó chóng mặt. Tôi cũng chóng mặt với bà, tôi cũng gắng à. Trời ơi, có khi đi vô đi không muốn đi đây. Tao là làm đâu có khỏi ra. Mới là mày hỏi ăn rạc bỏ hả? Hỏi bạc phải không? Bạc á. Trời ơi. Trời ơi, ai chết mà nằm mẻo luôn đó. Mấy lần nằm đó hả? Ừ, dựa vậy nó mệt chứ ha. Dựa vậy là tự nhiên quay phim nó về, nó kêu Hương ở đây quay cái anh Mập anh dành nóng luôn rồi. Cái này dịch thì cũng muốn chín rồi cả nhà. Mình cho phai môn vô. Hồi mập niêm luôn nha. Một nồi luôn. Hai con vịt. Hơn nửa nồi. Nồi này hồi xưa nè, nồi này chắc cũng cỡ mấy chục năm á gì hai. Nồi giòn nó chắc lắm. Được mấy cái, bữa nào cho con xin cái rồi.
có cái một hả? Có cái mềm à, để nó bánh đổ đồ đó chị. Có một cái nào mà mày lấy thì tao khỏi xài. Ở đây bữa nào con mua cái nồi khác lên đổi về hai nha. Cho con đổi xin cái nồi này về làm của hồi môn đi. Cái nồi này á thì nó bằng gan nó dày lắm. Dạ. Bây giờ dễ gì mà mua được. Này chị hai của Hương cũng sắp bún rồi, mình chuẩn bị ăn. Đi đâu? Này chuẩn bị sắp rau. Cái này mặc áo chờ neo rồi dữ nha. Nãy giờ lên dốt mình thích quá trời cả nhà. Áo gì đẹp dữ vậy. Nó giá hú liễu mặc đạo về nhìn thấy trẻ trung. Nó dễ thương. Dốt tội nghiệp. Dốt ai con cháu cái gì dốt cũng khen chứ. Dạ. Dốt gần 50 đó mà nhưng mà tâm hồn như là còn trẻ vậy đó. Thích cái gì mới lạ đó. Hôm xưa. Hả? Đó, ngay bàn ăn là có chuối nè để mình ăn. Má. Làm mạng. Sức kè. Treo ở đây đang ăn cơm bẻ luôn phải không? Ăn cơm đang bẻ ăn luôn nè. Ra ngoài treo đó. Ra ngoài. Chưa mùi. Ăn ra bụng anh nè. Bẻ không? Bẻ mà. Bẻ không? Bẻ không? Gần chết chưa khỏe quẹ hả? Qua đây nào. Qua hai ba bữa rồi. Vậy hai cô đơn á, vậy hai dưới Cà Mau thăm nội của Hương á cả nhà. Cái rau lên nữa. Cái đám cưới thằng Nam lên hả? Lên. Rồi thằng mới nó cho cái ta thuốc đó, có mua uống không? Mua uống rồi. Uống đỡ không? Tính là dẫn sang đi chơi chứ. Nó chỉ ngay nữa đó. Ba bốn bữa rồi. Ừ. Mới về bển. Mới về bên nhà. Hồi bữa thấy có qua nhà Liễu chơi đó. Cái gì năm qua nhà Liễu rồi chơi ngồi đó. Thấy hả? Gì năm bị cái cây sọt vô cái mặt. Con cũng thấy nữa. Bị quên lên đó. Thấy chị Lâm mặt nay thiệt hết à. Lành rồi chứ vô. Lành rồi mà nó còn thẹo. Thẹo hả? Thôi đừng đi mạnh nữa. Đâu có đi. Tết lắm cứ Lâm lên nha. Mua thuốc rồi uống đi. Thuốc nè. Uống cho hả? Đỉnh rồi. Tôi nói cho bà nghe. Cái quán nó mua. Nó đi chích tới 350.000 rồi nha. Tới 350. Chích tê chứ chích á. Nó là gì hết trơn tê đó bà. Mà con có uống hủ đó. Rồi con mua xa thuốc rượu nữa. Trời, thuốc rượu đó tha hay gì Năm. Năm ơi. Hay không? Thuốc rượu tha hay lắm con ha, hổng đi không được. Con tính là chết rồi tiêu rồi, giờ hổng tính nằm chỗ rồi. Thấy là tha thuốc rượu ta hoài giết bây giờ cứng nhắc tới giờ rồi, trẻ rồi vậy hả? Dạ. Con thuốc rượu hay lắm, tiêu anh Tư đó tha nó hết á. Thuốc rượu ra ai cho? Thuốc rượu ra ai cho? Hả? Hỏi. Hỏi không? Thuốc rượu là ai cho bà tha? Vậy hả? Đó còn một keo thổ mẹ nè, bà lên bà lấy lít bìa đây rồi là tha. Ở dưới đây nó cho một ăn tha còn tha cũng đỡ lắm. Yên. Vậy giờ gắng uống thuốc chứ tha rồi cho đi cho mạnh nha. Rồi lên nha. Ông già uống thuốc đó với tha đó. Tha ngày nổ tha trời nhớ chật tha sao hoài sao hoài. Tha rất nhớ nghiêm rồi. Để năm hỏi ra thăm thôi. Sức khỏe rồi năm vậy thôi nha. Mới về rồi hả? Rồi. Rồi tới đám cưới năm lên. Không biết. Đám cưới rồi đang hỏi thằng Duyên đó. Anh hai miếng nha, chờ cho một miếng đi. Thì có cái đầu rồi. Múc lại đầu cái đầu múc còn là
lựa thịt mút không? Ở dưới mình xài cái giá siêu to khổng lồ quen rồi. Trên nhà ngoại cái giá nhỏ mút, cảm thấy nó lâu. Mình múc ra hai cái nồi lẩu nha, mấy đứa nhỏ một mâm nè. Vậy hai cô đơn mới điện thăm bà cô. Dạ. Hai bà nói chuyện thôi. Quá trời luôn hả? Miếng nước đây nè. Chuyện sai xưa luôn. Miếng nước đây. Để trong đây mình để củ hành vô. Chụp thì mình phải để củ hành vô. Chào béo hết miếng luôn. Chỉ có niềm thử miếng. Miếng nhỏ luôn hả? Cánh xe luôn. Dịch thịt có chạy nha, tắt đi Cường, tắt đi. Đó đây. Em tưởng đâu để mình để củ hành vô đó, để cho nó sôi. Ngoại của Hương có cái bếp củi cả nhà. Mà ông thợ xây sao thất kiểu, nấu nó không cháy, nó ngọt. Rồi nhắc qua bếp ga luôn. Xài bếp ga luôn. Này phải bông hơn ít đó nha. Không, thịt nhiều mà, đâu cần phải bông nhiều đâu. Không, thấy vậy chứ phải mua ít cái liệu nấu cái nước nó lỏng nha. Nó không có gà cái nhựa nhựa đó nha. Dạ đúng rồi, phải vừa phai vừa thịt. Trong khi những người á đi đám á người ta ăn phai không à nha. À. Ta không ăn thịt đó. À. Rồi, anh phai với gà. Để đổ hành đi. Này, hôm nay là anh lên thợ luôn nha. Thợ múc. Thợ múc. Với thợ thợ ăn. Rồi để có ai để họ biết ra. Để họ biết dùng nha. Nhưng lúc bữa nay hớt tóc nhìn thấy trẻ nữa ha. Ừ. Nói đi hết bữa nay luôn. Rồi anh Bưng cái đó luôn đi. Ờ cái này với bà nào. Hai bà cò là dồn lại gần 200 năm rồi nè. Ừ. Cho hai bà lò lão ngồi kế bên đi. Ai da, chiều nay tắm rồi thay bộ đồ đẹp dữ ngoại. Ừ. Mát không? Mặc đồ này mát không? Mát. Đó, thấy không? Đẹp ơi, đẹp gái ơi, lấy 17, 18. Thế không phải là 97, 98 mà. 97, 98 là đây. Quý quá nha. Cũng có nhiều cô chú nói là gia đình Hương á đại có phước luôn, còn được ngoại nội đầy đủ á. Có phước lắm. Hương cũng cảm thấy là gia đình cũng được phước đó cả nhà, còn được ông bà để mình thương yêu đó, có đó. Sáng đó mà đem lên sao mà sáng vậy vậy để đây họ đâu mình ngồi bên này lâu không. Cái này bắp đùi heo nấu củng. Heo nấu củng cho cò. Con lấy cái quạt vô nha. Không, không dưa thôi con. Anh lấy nạc cho nổi. Có mấy chứ? Không, nhiêu hiếm quá. Ăn đi nội. Ăn đi bắp ăn. Bây giờ hai bà ăn nổi. Làm xong bữa cơm rồi. Giờ Hương mời quý cô chú anh chị và các bạn dùng với gia đình của ngoại của Hương nha. Với nội, với mấy anh em, với cậu. Bắp ăn. Anh đi cậu năm. Còn gỗ bún làm sao? Giúp ăn bún chưa? Giúp ngồi luôn đi Giúp. Ngồi đó. Ngồi đây em nợ đó. Con ăn đi, giúp cho ăn được. Ăn đi nợ. Chúc con ăn ngoại. Con quay gần chúc con ăn ngoại ăn đi. Chị hai đâu? Mà cả nhà nha, ăn thịt vịt nấu chao. Dạ. Chiều nay nó đi học chứ không nó chạy theo rồi đó. Mà cả nhà nghe ăn bún với vịt nấu chao cả nhà ơi. Dưới gia đình của mẹ. Để chị hai ngồi. Chị hai ngồi kế bà vợ con đi. Ngồi đây nè. Rồi bà cả nhà ăn vịt nấu chao với nhà của bà ngoại luôn nha. Mời cả nhà bún ăn cơm mời các tình yêu kêu mừng quà không quà ngoại ăn đi ngoại rồi mời cả nhà mình ăn lẩu nha. Lẩu đâu đây. Ủa rồi bên đó lấy cái gì đâu, nước mắm đâu chả nào bữa rồi chị hai ăn đi, chị hai khỏi lo cho mấy đứa nữa. Mấy đứa không có thì điện lấy, không có là chạy nó đi lấy. Rau ngon. Dạ. Má nó nguội nguội nha, nóng. Mà cả nhà nha. Ủa cái tô thịt nó ngoài gia đình ngoại. Vậy là chúng ta tấm nẹt rồi. Vậy. Loan lắm quay. Cái tô đó để cho mà bác Năm với là má ăn tô thịt á. Ừ. Ăn đi chị hai dục. Người này với hồng. Rau cũng ngon. Thiệt thấy rau ngon đó Liêu mình. Anh tao. Vậy là sao? Năm quá trời năm.
Anh ơi, nội ăn gạo không, gấp gạo cho nội miếng anh. Gạo còn bún á, mềm mềm á, chút xíu cho mày. Chứ anh gấp cho nội cục phê môn á. Gấp cho nội cục phê môn. Nội nhiêu à? Ăn miếng rồi nội, ăn miếng phê môn đi nội, thích phê môn á. Thịt dai lắm. Toàn giấu chén không, hai bà toàn giấu chén. Ăn chút xíu rồi là bắt đầu giấu chén. Ăn đi nội, ăn đi nghe về dưới tối uống thêm miếng sữa, con không có nấu cơm rồi đó. Bà ngoại 94 đúng không? 296 à? Không, bà ngoại 94. Nhanh nếu cắt cỏ. Bà còn 98. Cũng có biết cô hay chị gì cũng có nhầm lẫn đó. Nói 2 năm trước á, coi clip á, nói bà nào bà cò á 93. Mà năm nay nói 98 rồi. À, chắc Tết này chắc cỡ 110. Là Hương đính chính là nghe cả nhà, 93 là hồi mấy năm trước á, là bà ngoại của Hương nha. Ngoại của Hương á. Bữa nay là quay cái clip này lên mà cả nhà có coi thì phân biệt được hai bà cò rồi. Bữa nay hai bà cò là cả nhà phân biệt được rồi ha. Bà cò nếu mà coi năm trước á là bà ngoại của Hương là 93, năm nay nội chính ngoại 94. Còn bà cò năm nay 98 nha. Tết 99 chứ không phải 110. Đọc comment mà hiểu nhầm nghe cũng mắc cười á. Hai bà dòng lại 100 mấy ta? 98 98 chứ 94 đó. 190. 192. 192. Dữ ghê. Như hai vợ chồng mình dòng lại dưỡng như ta. Hai chồng mình hả? Chưa được 100. Chưa được 100, chưa được 100. Đâu? Anh mập 47, 45 có 92 à. Bà còn này nữa nè. Không vậy em với anh nhập lại bản lẻ của hai bà. Bà 192. Thịt heo. Thịt heo chứ không phải thịt vịt. Ngon. Cơm bông dẻo hết trơn không ta? Bảy cái bỏ trong đó mình đặt cuối gì thịt cuối gì tám rưỡi. Có thịt đó. Có gan đó còn được. Không, còn gan đâu. Gan ngon. Chỉ ăn thịt. Giờ này ăn đổ một hồi. Đổ một hồi tốt. Cậu Năm cũng thiệt khỏe luôn hả cậu Năm? Khỏe. Dạ. Rau chín nha mấy đứa. Nấm chốt nhỏ bên đây ngon không? Dạ ngon. Thái Nguyên mà nó ăn cái món vịt nấu chao này mà nó không có bún còn ý nghĩa. Đúng rồi. Dạ. Bữa nào mà con đỡ mua bún ít mà hết á là nó không ăn, thà nó không ăn nó vịt chứ nó không ăn với cơm. Trời không ý nghĩa. Đâu có ý nghĩa gì đâu ăn. Mà cái năm mà chị chưa có qua đây làm YouTube đó, chị còn bảnh á. Hương còn bên nhà là hè nào cái đám nhóc nhỏ này nó cũng qua hết cả nhà. Cái Hương nghe nói Thái Nguyên nó thích ăn cá ba sa lắm, bữa đó Hiên đi mua con cá đâu gần 6 kg. Nó thích ăn cái đầu cá. Tính mua về cho mấy đứa nè, ai về có nên nó ăn. Rồi cũng gốt cụ cũng kho cái đầu cho nó ăn. Còn nhiêu đó thì thái gà muối xả. Chén này có để dành chiên ăn, mấy đứa này nó không ăn. Cười nhớ thấy Thái Nguyên là nhớ rồi đó, mua cá là rồi. Trời anh ăn cái mỏ anh bóng. Anh ăn cái mỏ anh bóng. Còn chao béo. Mấy thấy ngày nào chút bây giờ bự hết trơn. Lây quay cái học xong ra trường hết là đi tứ tán hết trơn hả? Đi thôi đi ra. Đâu có còn mà đi về cồ mà chạy theo gì nữa đâu. Vịt này ngon. Hồi đó không nhớ à, nhớ thằng Thảo Nguyên. Hồi đó còn nhỏ đó, có bà lớn rồi mà dì ba nó dám rước dì bánh nó dám đi. Nửa đêm còn nhỏ xíu à. Nửa đêm khóc mà. Nửa đêm mới nói là nó không có khóc mà nửa đêm mới nói là nhớ em đó. Có phải đưa về vậy? Khi ai giúp em con. Đầu quốc bọc đựng mắng lại xe rồi. Ngoài. Trời ơi lấy cái này. Lấy cái keo chi? Hả? Ngoài lấy cái keo làm chi? Đeo chở trả rồi đựng bọc phụ thợ nhốt gắt. Ngoài kêu lấy cái keo đựng đồ ăn cho mà đem về cho ba. Ba con nói là ngoại không xuống thăm mà ngoại cứ gửi đồ ăn hoài. Trời ơi, ngoại nói đi mà đi không được. Cậu Năm chở đi chút à. Dạ. Ngồi á, ngồi lâu không được. Dạ. Thành ra đây ra ngoài già hen mà chở đi bự ngồi lâu mới nhức về ha. Với bạn về tụi nó rửa chén rồi về nè. Ngoại ngồi xích lại bà cột kìa.
chưa? Đó là chia tay đi. Chia tay đi. Chia tay với bà ngoại con kìa. Lấy cây keo rồi kêu là múc đồ ăn gửi về cho ba con. Bà ngoại con á. Dạ. Dạ. Nó định cái bọc sợi lũng. Xích lại gần nhé. Gửi cho ông rể thịt nhiều nhiều đó. Cũng hên là ngoại của Hương á, nói đi xe không được nên không xuống. Chắc phải đi xuống là phải kiếm ba của Hương là cả nhà. Lấy nhiều nhiều. Còn hơn, còn nhiều hơn mà kêu lấy nhiều cái hàng mà thấy cao đủ. Ôi, cái keo nó bự quá, đồ không có đủ. Bự lắm. Keo nhỏ được rồi. Cái keo đó là cỡ nồi vậy. Mới được múc vô mấy đầy. Dạ, đấy là đừng ăn. Để đó, nó ăn chung. Cho con nhanh nữa, con kêu tèo quá cả nhà. Kêu lấy nhiều nhiều, về cho một bên với con nhanh nữa. Múc nhiều, chị hai em cho hết luôn. Dạ, đi. Từ đi. Gái bà con lấy hết rồi. Ừ, để chọn cái dép đi. Hai bà bắt tay nhau đi. Chào các tình yêu, kia kìa. Chào các tình yêu, tôi về nghe. Anh sợ dép gì cho nổi anh. Dép đi cho nhau. Dép nhỏ xíu. Dép chị mua rồi đó. Dép nhỏ xíu. Ngoại ơi, con về nha ngoại. Con già nha. Ốm rồi hả? Một năm rồi con lên, con thăm lại. Tháng năm. Về ngoại. Về con năm. Về con năm ơi. Về con về nha. Có mày với... Chậm chậm hè nha. Có mày với con. Khỏe rồi. Thấy. Về ngoại. Nói chuyện tắm nha. Con về. Trời ơi. Ngoại con gì à? Ừ. Giúp bữa không lên. Con về. Con về nha ngoại. Ơi, ở trên này gắng giữ gìn sức khỏe, gắng ăn cơm nha. Ừ, không phải đi xa không được chứ ở nhà đây ra đó ngoài đi. Vài bữa con bao xe lên rước ngoại nha, đi xe vô tới đây luôn nè, ha. Bao xe lên rước ha. Thôi, nói xong. Con về nha. Mất công rồi cha. Mất công không, không chịu đi rồi nó mất công. Về nha câu năm. Còn, tắt đi. Cái con nhỏ video của Hương cũng xin kết thúc tại đây. Hương cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Hương Cù Lao. Thì kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hương xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các nhà những video tiếp theo nha. Bà còn lên xe rồi. Chào cả nhà. Con gì à?